cuộc khủng hoảng sắp tới của chế độ độc đảng ở Trung Quốc. Vào năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ mang lại những thành công lớn khi kỷ niệm 100 năm hai sự kiện vào năm 2021 và 2049. Nhưng không tinh thần dân tộc nào có thể thay đổi sự thật rằng khả năng sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể xảy ra gần hơn bất cứ lúc nào kể từ khi kết thúc thời đại Mao. Vào ngày 1 tháng 10, để kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu nhân kỷ niệm hoành tráng nhất trong lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ năm 1949. Nhưng bất chấp sự tự tin và lạc quan rõ ràng của ông Tập, mối lo ngại ngày càng gia tăng về triển vọng tương lai của chế độ, sự lo lắng không phải vô cớ mà có lý rõ ràng. Vào năm 2012, khi Tập lên nắm quyền cai trị Đảng Cộng sản, ông ta đã hứa rằng Đảng này sẽ cố gắng mang lại những thành công lớn trước hai sự kiện kỷ niệm 100 năm sắp tới, đánh dấu sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1921 và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949. Nhưng sự suy giảm kinh tế dai dẳng và căng thẳng gia tăng với Hoa Kỳ có thể sẽ làm xáo trộn tâm trạng của ban lãnh đạo đảng trong lễ kỷ niệm năm 2021. Và chế độ độc đảng ở Trung Quốc thậm chí có thể không tồn tại cho đến năm 2049. Mặc dù về mặt kỹ thuật không có giới hạn thời gian đối với chế độ độc tài, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tiệm cận tuổi thọ của các chế độ độc đảng. Đảng Cách mạng Thể chế Mexico giữ quyền lực trong 71 năm từ năm 1929 đến năm 2000. Đảng Cộng sản Liên Xô cầm quyền trong 74 năm từ 1917 đến 1991. Và Quốc dân Đảng Đài Loan tồn tại trong 73 năm từ 1927 đến 1949 trên lục địa và từ 1949 đến 2000 tại Đài Loan. Chỉ còn chế độ Cộng sản Bắc Hàn, một triều đại gia đình mô hình Stalin đã cai trị 71 năm là cạnh tranh về mặt thời gian với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng các mô hình lịch sử không phải là lý do duy nhất khiến cho Đảng Cộng sản Trung Quốc phải lo lắng. Các điều kiện cho phép chế độ phục hồi sau thảm họa tự gây ra của chủ nghĩa Mao và thịnh vượng trong 4 thập kỷ qua, phần lớn đã được thay thế bằng một môi trường ít thuận lợi hơn và Trung Quốc có nhiều kẻ thù hơn. Mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại lâu dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc nằm trong cuộc chiến tranh thương mại đang diễn ra với Mỹ. Trong phần lớn thời kỳ hậu Mao, các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã giữ một hình ảnh khiêm nhường trên trường quốc tế, cố gắng tránh xung đột trong khi xây dựng sức mạnh trong nước. Nhưng đến năm 2010, Trung Quốc đã trở thành một cường quốc kinh tế, theo đuổi chính sách đối ngoại ngày càng hung hãn. Điều này đã thu hút sự khó chịu từ Hoa Kỳ, vốn bắt đầu dần chuyển từ chính sách hỗ trợ sang đối đầu ngày nay. Với khả năng quân sự vượt trội, công nghệ, hiệu quả kinh tế và mạng lưới liên minh vẫn mạnh mẽ, bất chấp sự lãnh đạo phá hoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mỹ có nhiều khả năng thắng thế trong cuộc đối đầu Trung Mỹ so với Trung Quốc. Mặc dù một chiến thắng của Mỹ có thể phải trả giá đắt, nhưng nhiều khả năng nó sẽ ấn định số phận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng phải đối mặt với những sóng gió kinh tế mạnh mẽ. Cái gọi là phép màu của Trung Quốc được thúc đẩy bởi một lực lượng lao động lớn và trẻ, đô thị hóa nhanh chóng, đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn, tự do hóa thị trường và toàn cầu hóa. Tất cả các yếu tố trên đã giảm hoặc biến mất. Những cải cách cấp tiến, đặc biệt là việc tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước, không hiệu quả và chấm dứt các hoạt động giao dịch theo chủ nghĩa tân thương, có thể duy trì sự tăng trưởng. Nhưng mặc dù nói mồm rằng đẩy mạnh cải cách thị trường hơn nữa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lưỡng lự thực hiện chúng. Thay vào đó, bám vào các chính sách có lợi cho các doanh nghiệp nhà nước và gây thiệt hại cho khối doanh nhân tư nhân. Do khu vực nhà nước hình thành nền tảng kinh tế của chế độ độc đảng, nên triển vọng các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đột nhiên thúc đẩy cải cách kinh tế triệt để là mờ tịt. Xu hướng chính trị trong nước cũng đáng lo ngại tương tự. Dưới thời Tập, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từ bỏ chủ nghĩa thực dụng, linh hoạt về ý thức hệ và sự lãnh đạo tập thể là những điều đã giúp cho Trung Quốc phát triển nhanh chóng trong quá khứ. Với sự quay lại của chủ nghĩa Mao mới, bao gồm sự tuân thủ nghiêm ngặt về ý thức hệ, kỷ luật tổ chức cứng nhắc và quyền lực tập trung vào một người, thì những rủi ro về những sai lầm chính sách thảm khốc đang gia tăng. Chắc chắn Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không sụp đổ nếu không có một cuộc chiến. Sự kìm kẹp của nó bằng sức mạnh suy yếu, có lẽ nó sẽ cố gắng khơi dậy chủ nghĩa dân tộc trong số những người ủng hộ, đồng thời tăng cường đàn áp đối thủ.
Nhưng chiến lược này không thể cứu vãn chế độ độc đảng của Trung Quốc. Mặc dù chủ nghĩa dân tộc có thể tăng cường hỗ trợ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian ngắn, năng lượng của nó cuối cùng cũng sẽ tiêu tan. Đặc biệt là nếu đảng không thể tiếp tục cải thiện mức sống và một chế độ phụ thuộc vào sự ép buộc và bạo lực sẽ phải trả giá đắt khi hoạt động kinh tế suy giảm, chống đối gia tăng, chi phí an ninh leo thang và sự cô lập quốc tế ngày càng rõ ràng. Đây không phải là bức tranh mà Tập muốn trình ra trước người dân Trung Quốc vào ngày 1 tháng 10, nhưng không có tinh thần dân tộc nào có thể thay đổi thực tế rằng dấu hiệu về sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất hiện gần hơn bất cứ lúc nào kể từ khi kết thúc thời Đại Mao. Những ngày tháng vừa qua, vụ việc Bãi Tư Chính là một trong những trọng điểm bàn tán của anh chị em chúng ta trong những lúc trà dư cửu hậu, nhàn tản bên bàn trà. Lần này có sự rất ngạc nhiên, nhiều cơ quan ngôn luận và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đã có phản đối thẳng thắn, cứng rắn đối với Trung Cộng. Ít nhất một lần, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao của bọn Chóc Bu hiện nay đã dám nói rằng, xin trích, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm nghiêm trọng này và rút toàn bộ nhóm tàu nói trên ra khỏi vùng biển Việt Nam, hết trích. Hôm 17 tháng 9, Báo Công an Nhân dân còn cho đăng một bài có tựa đề Khi cộng đồng quốc tế lên tiếng về vấn đề Biển Đông, với những ý tứ chỉ trích Trung Cộng và kêu gọi dựa dẫm vào sự trợ giúp, ủng hộ của phương Tây, Liên Âu và Hoa Kỳ. Đó thực sự là những thay đổi rất lớn so với vài năm trước đây. Tuy nhiên, sự thay đổi này dù rất lớn, chưa hoàn toàn đủ để chứng tỏ bọn Chóc Bu muốn rời xa sự lệ thuộc Trung Cộng về mặt chính trị. Cho tới nay, tất cả 17 thành viên của Bộ Chính trị, đặc biệt là Tây Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, đều hoàn toàn im lặng trước vấn đề Biển Đông. Không một thành viên nào trong cái nhóm quyền lực cao nhất của đảng Hồ Tàu dám bày tỏ thái độ rõ ràng trước hành động ngang ngược của Trung Cộng. Trong khi đó, nguyên thủ của nhiều quốc gia ở rất xa Biển Đông như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức đều bày tỏ rõ ràng lập trường về Biển Đông trước thái độ và hành động ngang ngược của Trung Cộng. Như chúng ta đã trao đổi trong chuyên mục này nhiều lần, quan điểm của chuyên mục này trước sau vẫn nhất quán rõ ràng rằng, trừ phi có những hành động cụ thể, quan trọng khác, chúng ta phải xác định rằng bọn cầm quyền Chóc Bu hiện nay vẫn tiếp tục thủ đoạn gian trá, tung hỏa mù, đánh lạc hướng dân chúng Việt Nam và công luận quốc tế về vấn đề Trung Cộng. Với bối cảnh khu vực và quốc tế hiện giờ, này chính là thời điểm thuận lợi nhất để thoát khỏi các ràng buộc của Trung Cộng. Dư luận từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, trừ nhóm nhỏ bọn Chóc Bu, đều đang rất ủng hộ chính sách dứt bỏ lệ thuộc Trung Cộng. Thế nhưng, bọn cầm quyền hiện nay vẫn chưa có khả năng để quyết định dứt khoát từ giã sự trói buộc của Trung Cộng. Bởi, chừng nào chúng chưa có tư tưởng đưa quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi của bọn chúng và đảng của chúng, chừng đó, mọi ý nghĩ, sáng kiến hay hành động thay đổi của kẻ cầm quyền cũng chỉ là những biện pháp, thủ đoạn nhằm che chắn cho các mưu tính tư lợi cho chính bọn chúng mà thôi. Nhìn lại một cách tổng thể mối quan hệ của đảng Hồ Tàu với Bắc Kinh, chúng ta sẽ thấy rằng bọn cầm quyền Chóc Bu hiện nay vẫn hoàn toàn nằm trong sự kềm tỏa, bao vây, trói buộc, ôm ấp hoàn toàn của Trung Cộng, từ chính trị cho tới kinh tế và các sự kiện trong đời sống cá nhân. Số lần thăm viếng Hoa Kỳ của lãnh đạo Chóc Bu đảng Hồ Tàu mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bọn lãnh đạo Chóc Bu của đảng Hồ Tàu, từ thời Hồ tới thời Trọng ngày nay, đều coi Bắc Kinh như nhà của chúng. Hồ đã coi Quế Lâm, Trung Cộng là nơi nghỉ dưỡng thường kỳ
trong những năm cuối đời. Nhìn ở góc độ mưu kế, thâm độc tiểu nhân của người Tàu, chúng ta có thể dễ dàng hình dung ra Hồ và những lãnh đạo chóp bu khác đã rơi vào những cái bẫy ngọt ngào như thế nào trong những ngày nghỉ ngơi thân ái, chơi bời xả láng tại Trung Cộng. Vụ hối lộ Nguyễn Tắc Sơn vừa qua đã được bạch hóa lên tới vài triệu đô la Mỹ. Những kẻ chỉ hám tiền ở mức tỉnh lẻ còn biết hối lộ, thì đương nhiên những kẻ cầm quyền đầy tham vọng ở Bắc Kinh còn phải biết nhiều hơn thế và dám làm nhiều hơn thế để bịt miệng, trói chặt bọn đệ tử tại Hà Nội. Đó là chúng ta chưa kể đến hệ thống tình báo, an ninh, gián điệp Trung Cộng đã thâm nhập tới tận giường ngủ của bọn chóp bu hiện nay. Làm sao có thể để cho những kẻ đã nhúng chàm như Trọng, Phúc, Ngân có ý muốn thoát khỏi mối liên hệ đã ký kết, cam kết nhiều lần? Nhưng thực ra, những kẻ như Trọng, Phúc, Ngân không thể có đủ hiểu biết và đảm lược để nghĩ đến việc thoát trung. Nhưng chúng là những con người rất có thể đã nghĩ ra một kịch bản như thế này. Trước sự quá nôn nóng của quan thầy Tập Cận Bình về Biển Đông nhằm thực hiện tham vọng bá quyền và củng cố quyền lực cá nhân, biết rằng không thể có khả năng để ngăn chặn ý muốn của quan thầy, phần vì quan thầy quá lớn, phần vì bản thân đảng Hồ Tàu đã nhiều lần cam kết nhượng bộ chủ quyền cho Trung Cộng như công hàm 1958, hiệp ước Thành Đô 1990. Vì vậy, cần phải thỏa thuận với quan thầy Tập Cận Bình về một vở kịch nhằm vào hai việc: vẫn tiếp tục âm thầm thực thi các cam kết về chính trị, chủ quyền với quan thầy, nhưng chỉ xin quan thầy chấp nhận để cho báo chí chúng tôi lên tiếng phản đối quan thầy, nếu không, dân chúng quá bức xúc, sẽ nổi dậy lật đổ chúng tôi. Khi đó, quan thầy sẽ vẫn tiếp tục bị phản đối, chỉ trích và lại mất hết tất cả chúng tôi, những người luôn tận tụy làm bạn, muốn tốt cho quan thầy. Kịch bản giả quyệt này nhiều khả năng đang là thực tế hiện nay. Song, vẫn không phải không có những khả năng khác sáng lạng hơn. Đó sẽ là chủ đề bàn luận trong chuyên mục tuần tới của chúng ta. Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, anh chị em trong chương trình tuần tới. Tạm biệt.